chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhân Laptop Bảo Hành Trọn Đời. Thì trong tuần này Huyền Lê xin đáp lại những tình yêu thương của mọi người đến với Nhân Laptop Bảo Hành Trọn Đời. Thì Huyền Lê xin gửi đến một số mẫu tri ân khách hàng. Và những mẫu laptop này là những mẫu laptop mà được rất là nhiều người săn lùng và tìm kiếm. Và hiện tại những mẫu laptop này là những mẫu laptop đang được bán chạy nhất tại cửa hàng Nhân Laptop thời điểm hiện tại. Và những mẫu này thì sẽ dành cho những các bạn mà làm đồ họa nặng nè, các bạn mà chơi game thường xuyên, mấy anh game thủ, thì clip này đáng cho các bạn để xem nhé. Thì như Huyền chia sẻ ở lúc đầu clip thì trong ngày hôm nay Huyền Lê đã lựa ra 10 mẫu laptop chuyên về đồ họa gaming. Và những mẫu laptop này hiện đang được bán chạy nhất tại thị trường luôn. Thì những mẫu laptop đây thì thuộc rất là nhiều thương hiệu, như các bạn cũng đã biết. Hiện tại thì có rất là nhiều thương hiệu đình đám hiện nay như là Asus nè, Acer, Dell, HP và Lenovo nữa, rất là nhiều nữa. Nhưng ngày hôm nay Huyền đã chọn lọc 10 mẫu máy để sale off cho mọi người nha. Và ngày hôm nay Huyền sale cực kỳ là hấp dẫn luôn, giảm ngay 1 triệu đồng nha các bạn. Các bạn không nghe lầm đâu, giảm ngay 1 triệu luôn cho tất cả những mẫu laptop mà Huyền giới thiệu trong ngày hôm nay để đến tri ân các bạn nhé. Thì những mẫu laptop mà Huyền muốn nhắc đến đó là những mẫu laptop nào thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nhé. Và mẫu laptop mà Huyền muốn giới thiệu đầu tiên cho các bạn đó là mẫu được đến từ thương hiệu MSI. Và chiếc máy này thì có tên là, có mã là MSI MF65. Thì con này có hình là Core i5 thế hệ 9, RAM của nó là 8GB, ổ cứng SD256 và card đồ họa NVIDIA GeForce 1650 và màn hình 15.6 inch nha các bạn. Đây, chiếc MSI. Tuy máy này là nó chuyên cho các bạn mà hay chơi game, nhưng chiếc máy này cũng còn khá là nhẹ luôn, vì cái vỏ thiết kế của nó là cái vỏ bằng nhựa nên là nó khá là nhẹ. Đây, chiếc máy là còn khá là mới luôn. Thì con máy này nó có cái card là NVIDIA GeForce 1650. Thì chiếc máy này các bạn có thể chơi tốt một số loại game như là Liên Minh, Liên Quân, thiệt nặng hơn nữa là có phim PUBG mà mobile nha các bạn. Dưới phân khúc là 20 triệu thôi. Dưới 20 triệu thì các bạn đã sở hữu được chiếc MSI này rồi. Và các bạn nên nhớ là toàn bộ clip ngày hôm nay Huyền sẽ giảm ngay 1 triệu nhé. Đây, chiếc MSI GF65. Và chiếc máy thứ hai mà Huyền mang đến cho các bạn được đến từ thương hiệu Acer. Như các bạn cũng đã biết là Acer nó có khá là nhiều dòng laptop chuyên cho gaming, như dòng Acer Nitronome là dòng được phổ biến nhất, như nhiều người biết nhất cho những dòng gaming. Thì chiếc máy Huyền cầm trên tay đây là chiếc Acer Nitronome, cái mã là 51545. Và con máy này có cấu hình là Ryzen 7 5800, RAM là 8GB, ổ cứng SD256. Và con này có card đồ họa là RTX 3060. Con này có card 4GB luôn nha mọi người. Đây. Thì như các bạn thấy, dòng Acer này á, nó thiết kế dành cho những cái game thủ á. Thì những cái mẫu, mấy cái phím mà mình hay thường xuyên chơi trên game thì nó được làm nổi lên trên bề mặt hết. Các bạn thấy dễ dàng, rất là dễ dàng, bắt mắt luôn. Thì con máy này có card đồ hình card rời RTX 3060 6GB. Thì chiếc con máy này chiến tốt đồ họa nè, những cái phần mềm đồ họa, những cái game đình đám hiện nay luôn nha. Con này là Acer, có mã là Acer 51545. Đây. Và chiếc laptop tiếp theo mà Huyền mang đến đó được đến từ thương hiệu Dell, thương hiệu mà được rất là nhiều người Việt Nam săn lùng và rất là được người ưa thích. Thì chiếc máy này có tên là chiếc máy G5SE 5505. Như các bạn có thể thấy nè, chiếc máy này á, như Huyền được biết là chiếc máy này được rất là nhiều bạn săn lùng vì chiếc máy này khá là mạnh, xài đồ họa thì vô tư luôn. Thì con máy này có cấu hình Core Ryzen 7, AMD Ryzen 7 4800H, RAM của nó là 8GB, ổ cứng SD512GB và card AMD Radeon RX 5600 và cái card của con này là 6GB nha các bạn, màn hình 15.6 inch. Thì đa số tất cả cứng dòng mà gaming nè, những cái dòng mà
đồ họa, gaming thì đều có bàn phím số hết và màn hình 16 inch. Bởi vì những cái bàn phím số này khi các bạn xử lý ví dụ như vẫn vẽ thì khá là dễ dàng, và mình chơi game cũng khá là dễ dàng luôn. Con này là con G5SE, mã là 5505 nha. Được đến từ thương hiệu Dell. Thì dòng máy tiếp theo mà Huyền mang đến đó là dòng máy được đến từ thương hiệu Asus, chiếc Asus TOS. Thì như các bạn đã biết, dòng Asus là dòng hình như là được đánh giá cao nhất trong những dòng gaming hiện tại. Thì chiếc TOS này cũng khá là mỏng nhẹ. Và dòng Asus thiết kế cho dòng TOS này, như các bạn có thấy nè, chữ TOS nè, nằm trên mặt A, nhìn khá là bắt mắt và ấn tượng luôn. Thì trong bàn phím thì như nãy giờ Huyền giới thiệu cho các bạn, đa số những cái dòng gaming thì những cái phím mà mình hơi chơi game thì đều có làm ẩn làm sáng lên, ẩn lên trên hết á, nhìn khá là đẹp. Và một điều đáng tiếc cho dòng TOS này thì Huyền thấy là chiếc máy này nó không có bàn phím số, nên là các bạn nếu mà các bạn không có yêu cầu về bàn phím số thì chiếc máy này cũng khá là phù hợp cho mình lựa chọn nha. Và dòng máy này là có tên là dòng Asus TOS F15. Con này có cấu hình là Core i7 chip 11370H, RAM của nó là 16GB. Và con máy này có ổ cứng SSD 1T và card đồ họa card đồ họa là NVIDIA GeForce 3070. Thì cái con máy này có card đồ họa là 8GB nha, 8GB nha các bạn. Và con máy này mình nhấn mạnh lại một tí xíu, cái card của nó là NVIDIA GeForce 3070. Với card này thì có là 8GB, như các bạn thấy nè. Với một chiếc máy tuy nó mỏng nhẹ như thế này thôi mà cái card nó khá là ấn tượng, đúng không nào? Dòng TOS F15 nha các bạn. Và chiếc máy tiếp theo mà Huyền mang đến cũng được đến từ thương hiệu Dell, chiếc Dell 5590. Thì chiếc máy này với tông màu trắng nè, khá là bắt mắt luôn, đúng không các bạn? Thì chiếc máy này hả, phía trong màu trắng nhưng mà phía bên ngoài màu trắng nhưng mà phía trong khá là ấn tượng nha, màu đen. Màu đen và cái đèn của nó là màu xanh nha các bạn, màu xanh nè, đèn màu xanh này, tuyết bét cũng màu xanh luôn, nhìn khá là bắt mắt khi mình mở lên á. Khi cái chiếc máy mình mở lên thì đèn nó màu xanh nè, tuyết bét cũng màu xanh và cái phía bên ngoài là màu trắng. Tuy nó là một chiếc máy gaming khá là hầm hố, nhưng với tông màu này cũng ưu ái cho những bạn nữ lựa chọn ha. Và những bạn mà thích màu sáng. Và con máy này hiện tại có cấu hình là Core i7 chip 750H, RAM của chiếc máy này là 8GB, ổ cứng SSD 256. Và con này cũng có màn hình 15.6 inch và đi kèm theo đó là card NVIDIA GeForce 1650 Ti. Thì chiếc máy này, đấy như các bạn thấy nè, cái tem của nó nè, cái tem card R của nó nè, GeForce GTX nè, GTX GeForce nè, Dell G515 đều có tem mát. Chiếc máy còn khá là đẹp luôn á. Đây, thiết kế của nó khá là đẹp, như các bạn có thể thấy nè, G5 nè, đấy, có cái dàn tản nhiệt ở đằng phía bên ngoài này. Thì chiếc máy này khá là bắt mắt và đẹp. Thì chiếc máy tiếp theo mà Huyền mang đến đó là một chiếc máy, như hồi nãy Huyền giới thiệu cho các bạn dòng Acer, rồi có dòng Acer Nitro 5. Thì dòng máy này là phiên bản đặc biệt của thằng Acer. Chiếc máy này có tên là Acer Redactor Heroic 300. Đấy, như các bạn, dòng này là dòng đặc biệt của Acer nha các bạn. Chiếc máy này khá là ấn tượng luôn nè, với cái logo Redentor nó nằm ở đây. Và logo nè, các bạn nhìn thấy nè, logo của Redentor nè. Nó so với dòng Acer Nitro 5 thì chiếc máy này thiết kế là thiết kế đặc biệt của dòng Acer luôn. Thì chiếc máy này hiện tại có cấu hình rất là khủng. Chiếc này có cấu hình là Core i7, chip là 9750H, RAM là 8GB, ổ cứng SSD 256 và card đồ họa NVIDIA GeForce 1660 Ti. Thì con máy này vẫn là thiết kế màn hình 15.6 inch và màn hình Full HD. Đây, như các bạn có thể thấy, bàn phím số đầy đủ. Cái trên chiếc máy này á, thì nó đều có những cái thông số kỹ thuật của chiếc máy này hết nè. Đây, card, màn hình. Như các bạn thấy, nó không có khác nhiều với dòng Acer Nitro 5. Thì cái này, chiếc máy này là thằng cải tiến của thằng Acer, nên nếu mà chiếc máy này có card rất là khủng luôn.
Và con máy này mình làm việc cũng khá là đã tay. Và nếu các bạn mà là gaming thì chiếc máy này cũng không thể bỏ qua nhé. Và chiếc máy tiếp theo mà Huyền mang đến, như các bạn có thể nhìn sơ qua thì các bạn đoán ngay được đó là thương hiệu gì rồi. Và nếu nói tới dòng gaming thì mình không thể nào bỏ qua dòng Alienware được. Thì con máy này được đến từ thương hiệu Dell, như các bạn có thể đặt khá đặc biệt là cái hình đầu lâu này. Như nhiều bạn, nếu mà các bạn đã là game thủ thì không thể bỏ qua dòng Alienware được. Như cái thiết kế của nó khá là đẹp, như mình đã mở là hiệu năng nó lên cho các bạn xem thử nè. Đèn nè, đèn phía sau máy nè, đèn ở trên logo đầu lâu này, và đèn trong bàn phím. Đấy, như các bạn thấy không, khá là đẹp. Và đặc biệt chiếc máy này có màn hình 17.3 inch nha các bạn, màu trắng. Và con máy này hiện tại nó có cái mã là Alienware M17R2. Con này có cái là Core i7 chip 9750H, RAM là 8GB, ổ cứng SD512 và card RTX 2060. Đây, như các bạn sẽ thấy nè, khá là đẹp. Phía sau nữa thì con máy này tuy nó là màn hình 17.3 inch nhưng chiếc máy này cũng trông khá là không có nặng lắm đâu, còn khá là đẹp và cũng khá là mỏng nhẹ. Nếu mà tuy nó chỉ, nếu mà các bạn có thể nhìn thấy nè, hai cái viền màn hình khá là mỏng, đó là ưu thế của dòng này. Thì là vừa mỏng nhẹ nè, nó như 17 inch, mình nghĩ là 17.3 inch là rất là to, nhưng mà thật ra chiếc máy này đối với mình nó không có to lắm đâu. Mình có thể, con này cũng tầm ký mấy chưa tới 2 ký mà. Đấy, khá là to, cho việc xem phim nè, nghe nhạc, chơi game hoặc là làm đồ họa khá là thích luôn. Dòng Alienware M17R2, đây, bản lề khá là cứng cáp. Thương hiệu Alienware nằm ở đây, như các bạn có thể thấy nè. Chiếc máy này còn khá là đẹp nha. Thì vừa rồi Huyền đã giới thiệu cho các bạn những mẫu laptop gaming, đó là hàng Lineal không thùng. Và một số bạn cũng khá là e ngại và băn khoăn không biết là mình nên mua hàng xách tay này hay không, hoặc là các bạn cũng muốn mua máy mới để về đặt hộp. Thì ngoài những mẫu hàng xách tay đó thì hiện tại Huyền cũng giới thiệu cho các bạn thêm những mẫu laptop mà hàng Lineal, hàng thùng hộp đàng hoàng của bên shop luôn nha. Thì mình sẽ có 3 mẫu laptop. Và mẫu laptop mà đầu tiên mà Huyền muốn giới thiệu cho các bạn đến từ thương hiệu Asus. Đây, chiếc thùng của Asus, dòng Asus Zen, Asus ROG. Đây, mình mở cho các bạn coi thử nha. Đây, dòng Asus ROG Zen Lux G14. Con máy này có hình là Zen Season 7. Con máy này thì nó chỉ được màn hình 14 inch thôi, 14 inch thôi nha các bạn. Thì dòng này các bạn có thể là, con này được bảo hành khoảng 2 năm, nhưng mà nó chỉ có 14 inch thôi. Và đặc biệt cái dòng Asus ROG này thì đa số những dòng Asus ROG này đều không có camera nha, không có camera trên máy sẵn. Nó thiết kế như vậy luôn rồi, nên các bạn đừng hỏi mình là mảnh dòng này nó có camera hay không và có thể chế được camera không, thì không được. Mấy dòng này hả, thiết kế của Asus ROG này nó không có camera. Một điểm yếu của nó, một điểm trừ cho dòng Asus ROG này. Nhưng mà do trong thời buổi mà mình học online và làm việc online thì chiếc máy này cũng khá là bất tiện. Và màn hình 14 inch thôi, cho việc di chuyển cũng khá là dễ dàng luôn. Nếu mà các bạn muốn cần một chiếc máy có cặt rời và di chuyển gọn gàng thì chiếc máy này cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo nha. Thì con máy này có cấu hình là chip AMD Ryzen 7 G14 4800H. Và con máy này có RAM là 16GB và ổ cứng SD512GB. Màn hình nó là màn hình 2K nha, độ phân giải màn hình 2K nha các bạn, màn hình 2K mà không có cảm ứng. Thì con máy này có card là RTX 1660 Ti. Đây, màn hình độ phân giải 2K nhưng mà không có cảm ứng nha các bạn. Màn hình chỉ được 14 inch thôi. Nếu các bạn muốn chọn một laptop dễ dàng di chuyển mà đòi hỏi máy phải có mà cái cấu hình cao cao một tí xíu thì chiếc Asus này Huyền chắc chắn bảo đảm với các bạn luôn, so với ngoài thị trường đang bán, chiếc này rẻ hơn rất là nhiều so ngoài luôn. Hãy inbox Huyền đi nha, inbox Huyền đây mình sẽ báo giá cho các bạn nhé. Và tiếp theo đó là một chiếc máy được đến từ thương hiệu Lenovo. Thì
Chiếc này là chiếc được giới thiệu thương hiệu Lenovo, chiếc Legion. Mình xem thử chiếc máy này có cấu hình như thế nào nha. Những chiếc máy này cho dù hàng xách tay hoặc là hàng full box thì các bạn yên tâm, máy kèm theo sạc hết đầy đủ nha. Không phải là hàng có thùng có hộp thì máy mới có sạc đâu. Những dòng khác đều có sạc theo máy hết á. Do mình xách tay về nó không có thùng thôi. Và nó có thêm một cái thùng nhỏ như thế này. Đây. Đấy. Đó sang một bên. Đây. Chiếc Legion. Logo Legion nằm đây. Và chiếc máy này thì còn nó khá là mỏng nhẹ luôn. Theo Huyền đánh giá thì chiếc máy này còn khá là đẹp luôn các bạn. Nè, thương hiệu được đến từ thương hiệu Lenovo. Chỗ này thì nó có con này là chiếc Legion 9, AMD Legion 9 và cạc GTX nè. GTX nằm đây, đều có tem mát đầy đủ nha các bạn. Đây. Thì hiện tại con máy này có cấu hình là Legion 9 5900H. RAM của nó là 16GB, ổ cứng của nó là SSD 1T, màn hình 4K. Con này màn hình độ phân giải 4K nhưng vẫn không có LED nha. Khá là mỏng nhẹ luôn. Nè. Như các bạn thấy này nó mỏng lắm luôn á, chỉ có một cái con này mình nghĩ có tầm 1,5 kg mà thôi. Cũng là một sự lựa chọn ưu ái cho những bạn nữ. Nếu mà các bạn cần một cái bằng nữ mà tính đồ mà cũng hơi thiên cũng hơi thích game hoặc là bạn học với cái màn hình mà kiến trúc á, thì chiếc máy này cũng khá là thích hợp cho các bạn. Chiếc Legion, con này là Lenovo Legion nha các bạn. Và tiếp tục chiếc máy cuối cùng mà Huyền mang đến cho ngày hôm nay cũng được đến từ thương hiệu Asus, chiếc Asus ROG Strix. Đây mình mở cho các bạn xem thử nha. Đây, chiếc Asus ROG Strix. Con này thì có màn hình 15.6 inch. Đấy, như các bạn có thể thấy nè. Hiệu ứng đèn của nó khá là đẹp luôn. Và phía sau nữa. Đó. Đây, thương hiệu Asus. Theo Huyền đánh giá thì trong những dòng gaming, dòng Asus ROG là dòng mạch đa, mình thấy là cái độ hiển thị của nó khá là đẹp nè. Con này thì có độ hiển thị là màn hình 144Hz luôn. Và hiệu ứng đèn của nó khá là đẹp. Nó rất là nhiều hiệu ứng nè, bàn phím nè, viền nè. Như các bạn có thể nhìn thấy nè. Khá là đẹp luôn. Và thì không có ngoài cái thiết kế đẹp nè, hiệu đèn tốt, thì ngoài cái những đó thì Asus ROG còn có cái cấu hình cũng khá là khủng. Thì chiếc này là chiếc Asus ROG Strix G513. Chiếc con máy này thì hiện tại có cấu hình là Legion 9 5900HX, RAM là 16GB, ổ cứng SSD 1T và card đồ họa 3060. Đây, như các bạn có thể nhìn thấy chiếc máy này về độ hiển thị nè, về cấu hình nè, thì chiếc máy này cũng được rất là nhiều tìm kiếm và săn lùng. Thì hiện tại trên thị trường Việt Nam, hiện tại trên thị trường thì những chiếc máy này được rất là nhiều người săn lùng luôn. Vừa rồi Huyền đã giới thiệu sơ qua cho các bạn 10 mẫu laptop sale trong ngày hôm nay. Và các bạn hãy lưu ý giúp Huyền nhé, những mẫu laptop này sẽ được giảm ngay 1 triệu đồng nha. 1 triệu đồng cho những mẫu laptop trong ngày hôm nay mà Huyền giới thiệu thôi. Nên là hả, mấy mẫu khác thì sẽ không được đâu nha các bạn. Nên các bạn hãy lưu ý dùng Huyền cái mã máy nè. Và thì trong thời điểm này thì Huyền sẽ sale 1 triệu đồng cho một chiếc máy. Thì vừa rồi Huyền đã giới thiệu cho các bạn sơ qua 10 mẫu laptop sale off trong ngày hôm nay. Và các bạn hãy lưu ý giúp Huyền nha. Và trong những mẫu laptop này giảm ngay 1 triệu đồng nha. Giảm ngay 1 triệu đồng cho những mẫu laptop mà Huyền vừa mới giới thiệu. Thì để trải nghiệm trực tiếp những dòng laptop này thì các bạn hãy đến ngay tại địa chỉ cửa hàng 746 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình để trải nghiệm trực tiếp những dòng máy tính này nhé. Còn nếu không thì các bạn hãy để lại comment bên dưới. Cần thắc mắc gì thì hoặc hãy liên hệ trực tiếp cho Huyền theo số điện thoại 0909682336, Huyền sẽ hỗ trợ cho các bạn nhé. Còn clip của Huyền cũng đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.